Vua Thành Thái, sinh năm 1879 mất năm 1954, tên Húy là Nguyễn Phúc Bửu Lân, vua là con thứ bảy của vua Dục Đức và Tự Minh Hoàng hậu, Phạm Thị Điểu. Khi lên 10 tuổi, ông được đưa lên ngôi lấy hiệu là Thành Thái và trở thành vị vua thứ 10 của Triều Nguyễn. Thành Thái được xem là một vị vua của Triều Nguyễn có tinh thần yêu nước chống thực dân Pháp, Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân. Vì thế, năm 1907, triều đình nhà Nguyễn bị thực dân Pháp ép buộc phế truất ông. Sau đó, đưa đi giam lỏng ở Vũng Tàu. Lúc đầu ông được bố trí ở tại Bạch Dinh, một thời gian sau vào năm 1915 ông bị dời về sống tại nhà chung. Vào ngày 20 tháng 11 năm 1916, thực dân Pháp lại đưa vua Thành Thái đi đày sang đảo La Réunion, Châu Phi, cùng con trai của mình là vua Duy Tân. 31 năm sau đó, ông được về lại đất nước và sống tại Sài Gòn. Thank you.
Pháo đài Phúc Thắng của triều đình nhà Nguyễn mà dấu tích đang để lại đó là hai khẩu đại bác phía trước nhà chúng ta đang hướng ra biển, và phía sau nhà chúng ta có cũng hầm trú ẩn nữa. Thì pháo đài này có một điều đặc biệt, đó là nơi nổ ra phát súng đầu tiên chống lại hạm đội xâm lược Pháp tấn công Sài Gòn gia đình năm 1839. Bởi vì sao pháo đài này có cái điều kiện nổ ra phát súng đầu tiên? Bởi vì cái con đường hàng hải trước mặt nhà chúng ta là con đường duy nhất để tiến về Sài Gòn lúc bấy giờ. Từ đây đến với cửa biển Cần Giờ và từ Cần Giờ bắt đầu đổ bộ tấn công vào Sài Gòn. Nếu mình ở Sài Gòn thì giờ mình có thể theo cái đường thủy này mình về đến Cần Giờ được ạ. Lên phà mất khoảng 30 phút vợ. Xong rồi quay trở lại đây mất khoảng 30 phút nữa. Và đến năm 1898 thì ông Baudemer và quyền Đông Dương người Pháp, ông ta đã cho chiếm cái pháo đài này để lấy mặt đất này xây dựng ngôi biệt thự dùng làm nơi nghỉ mát của ông. Bởi vì sao? Địa thế của mặt đất này là ông sơn tụ thủy, nó hội tụ những cái sinh khí tốt ạ. Và sau 5 năm thì ngôi biệt thự này được hoàn thành, ông đã đến đây dự lễ khánh thành, đồng thời đặt tên cho ngôi biệt thự là Villa Blanc, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là biệt thự màu trắng hay còn gọi là bạch dinh ạ. Và sau đó thì Baudemer lại có một cái tham vọng lớn hơn nữa, đó là quay trở lại Pháp tranh cử tổng thống nước Pháp. Và sau khi ông đắc cử tổng thống nước Pháp được một năm thì ông lại bị ám sát mất, từ đó không quay trở lại đây nữa. Và tòa nhà này tiếp tục được làm nơi nghỉ dưỡng cho toàn quyền Đông Dương Thái Vị, những người đứng đầu chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi xây dựng cái tòa nhà này thì ông có đến đây dự lễ khánh thành, đồng thời đặt tên cho ngôi nhà là Villa Blanc, thì đây tiếng Việt có nghĩa là biệt thự màu trắng hay còn gọi là bạch dinh, chứ ở đây không phải là dinh ngồi thứ hai của Bảo Đại. Dạ. Còn những người dân trong vùng thì gọi nơi đây là dinh ông thượng, nhằm tưởng nhớ đến vị vua Thành Thái là một vị vua yêu nước khen dân với một tinh thần kháng pháp cao. Thì ông đã bị thực dân Pháp giam lỏng ở đây trong quá trình chiến tranh từ năm 1907 cho đến năm 1916 ạ. Lát nữa gia đình nhà chúng ta trên phần lầu á thì sẽ thấy toàn bộ những hình ảnh trên đó đều để những hình ảnh của vua Thành Thái hết ạ, chứ không có để gì những cái gì mà liên quan đến Bảo Đại ở đây hết. Còn khi chúng ta đề cập đến vị vua cuối cùng của Việt Nam tức là Bảo Đại thì ông cũng chỉ đi ngang qua đây để tham quan tắm biển và nghỉ nếp ở đây mà thôi. Vì kiến trúc của nhà của chúng ta được kiến trúc theo phong cách châu Âu, điểm 19 còn có 3 tầng, tầng hầm phía dưới chân chúng ta đang đứng là bếp và nơi ở của tầng hầm của phủ, tầng trệt là ngôi nhà ủy viên, ngôi nhà dùng đón tiếp khách, và bên trên đầu đó là phòng ngủ. Về những cổ vật và những hiện vật gốc quý hiếm của tòa nhà thì hầu hết bị thất lạc sau giải phóng, mà những hiện vật gốc mà chúng ta đang lưu giữ tại đây cũng nên có những hãi sợ. Chúng ta đang đến với mặt cặp ngà voi. Cặp ngà voi được đánh giá là một trong những cặp ngà voi đẹp nhất của Việt Nam bây giờ. Mình ở trong Việt Nam thì mình biết là có, nhìn Độc Lập cũng có nha. Rồi ở Bến Tre cũng có nữa ạ. Và ở tại đây đã chỉ có 3 cặp. Ở Việt Nam là có 3 cặp lớn, hoành tráng như vậy ạ. Tuy nhiên thì cái cặp của mình nó để gần tay du khách quá, mọi người đi ra ai cũng muốn sờ chút lấy mày mày thì thành ra nó hơi cả bà một chút. Bên cạnh cặp nhà voi là cặp song tình bắc điểu trầu phụng với những một trăm con chim nhỏ bay quanh phụng hoàng. Trên cánh cửa cảnh sở từ của chúng ta là bộ tâm gia phước lộc thọ tượng trưng cho ba điều mong muốn của mỗi con người, đó là con cháu được vui đầy nhà, được giàu sang phú quý và cuối cùng được trường thọ. Đấy là ý nghĩa của ba ông Phước Lộc Thọ. Và đặc biệt ở đây là bộ truyền kiến từ thời vua Khải Định năm 1921, có đề tài trang trí là bộ phúc kim tiền. Những cái họa tiết trên cái ghế đó là con dơi ngọc đồng tiền cổ. Ngoài ra những hiện vật khác đang trưng bày trong tòa nhà là những hiện vật phục dựng phục chế lại thôi. Dạ. Ở bên đây chúng ta có một cái bộ bàn ghế gắn liền với vua Thành Thái. Trong quá trình mà chúng ta mà vua Thành Thái viết quản thúc ở đây thì ông được các nghệ nhân khu vực phía Bắc làm tặng cho ông bộ bàn ghế này, được gọi là bộ bàn ghế Bắc Tiên. Và bộ bàn ghế này đặc biệt là chỉ duy nhất vua mới được
được dùng thôi. Bởi vì sao? Bởi vì ngày đó thì duy nhất vua mới được đặt tay lên đầu ông rồng. Nếu mà ai mà ngồi vua anh thì đặt tay lên ông rồng và đặt cửa với lại đường của vua thì cũng không được người khác ngồi lên. Tuy nhiên thì cái bộ bàn ghế của chúng ta ở đây là F2 chứ không phải F1. Của nó mà vua Thành Thái đã từ sử dụng á thì hiện tại đang ở nhà lớn Nam Sơn, cũng cách đây cũng khoảng 13 cây số thôi. Mình có thể đi qua đó tham quan hoặc mình trên cái đường đó mình đi về Sài Gòn luôn cũng được, tại vì cái đường đó nó cho mình đi về Sài Gòn luôn đó. Thì hôm qua mình tham quan trên giữa cái bộ này, đồng thời tìm hiểu về đạo ông Trần ở bên bển nữa cũng được. Dạ, cái phần nội dung chính của nhà là như vậy thôi. Còn một thóp thông tin bên ngoài nữa, ông Bodome là ai thì lát nữa chúng ta muốn tìm hiểu về ông ấy chứ chúng ta có thể ra cái đằng sau cái lục bình mới nãy á, mình có cái chức ngang của Bodome. Thì cô nói thêm là ông cũng là cái người cho xây dựng cây cầu Long Biên nổi tiếng. Không biết cầu Long Biên không? Ngoài Hà Nội không con? Ngoài Hà Nội. Đó, nhà hát lớn và nhà thờ Đức Bà gia đình nhà chúng ta mình đi tham quan nhà đó. Cảm ơn chị ha. Thank you.
lên dốc á. Mà anh chưa đi từ từ cái lên dốc là phải.
Chắc là chụp ổng lên.
tuyệt vời, nhìn giống y luôn. Tại sao biết chị cho nên là cái này khó ra? Tại sao đó? Đấy. Em bởi vì là lớn tuổi.
Thank you.